hoa ban này. Đây, mình đã chùm cho tất cả các mũi vào cạnh thứ hai rồi. Đó, các bạn có thể thấy. Bây giờ mình sẽ móc tiếp nha. Mình sẽ lên 3 mũi móc xích 1, 2 và 3 này. Mình sẽ chuột vào. Mình sẽ chuột vào cái chân thứ hai nha. Mình sẽ chuột vào chân thứ hai này. Đây. Chuột vào nó. Đây. Chuột thì chặt chặt tay thôi. Chặt tay vào để cho nó có độ phong của cái cạnh hoa này. Tiếp tục lên 1, 2 và 3 mũi. Vòng 1 vòng và đâm vào lỗ tiếp theo này. Vòng 1 tiếp cũng qua. Tiếp tục. Vòng xuống này. Đó. Tiếp nha. Đó, các bạn có thể thấy này. Tiếp này. Đã được 3 mũi rồi, 2 mũi nữa này. Đó. Đây, các bạn có thể thấy này. Cái này là kim kim móc của mình rồi. 1 2 3 4 5. 5 đã được 5 mũi rồi. Bây giờ mình sẽ vòng một vòng này. Và qua hết luôn nha. Đây, vòng một vòng qua hết này. Đó. Xong mình sẽ 1 2 3. Đây, mình sẽ cho các bạn thấy. Đây mặt sau, đây mặt trước, này hai cạnh của nó này, đó, rất là đẹp đúng không? Hai cạnh rồi, mình tiếp tục nhé. Đây, tiếp này, mình sẽ gửi nó vào chân kế tiếp này. Đây là mình đã được 3 cạnh hoa. Đó, thấy nó phong không? Nó phong lên này. Đấy. Tiếp này. 1 2 3 vòng 1 vòng và đâm xuống lỗ tiếp theo nha mọi người. Lỗ tiếp á, 1 này. Tiếp tục. Đã được 4 mũi rồi này. Tiếp này. Năm. Là được 5 mũi. Mình sẽ vòng vòng tiếp này. Qua này. Mình mắc quá. Đó. Đó. Vậy là đã được cạnh thứ tư. Chỉ một cạnh là thôi nó sẽ xong rồi, đúng không? Đó. Các bạn có thể thấy đây. Cạnh thứ tư. Nó phong này. Nó có cái đồ phong đó. Đó. Rất là dễ đúng không? Giờ mình móc tiếp nhé. Giữ chặt tay lên. 1 2 3. Làm lỗ tiếp theo. Rồi, ok. Xong. Xong rồi này. Một cạnh nữa nhé. Tiếp này, lên 3. 1 2 và 3. Đây. Tay mình sẽ hướng đến các bạn mất cách mất bệnh này. 1 này. 2. À, đó, rất là dễ. Rất là dễ luôn này. Này. Đây. Đó, một này.
2 3 mình sẽ trượt qua chân. Đó, trượt qua chân mày. Tiếp tục lên 3 mũi. 1 2 3 con mũi đâm vào chân kế tiếp này. Đó. 1 2 3 4 và 5 này. Đó, vậy nó đã xong. Tiếp này, qua một vòng nhé. Này các bạn chú ý này. Tay 5 thuần thì mình cầm móc, tay 5 mình không thuần thì mình cầm len. Và hai cái này. Đi móc này. Qua luôn nhé. Hơi bị rỗi mọi người. Đây. Đó. Vậy là đã xong 5 cạnh hoa. Đó. Mọi người thấy thế. Bây giờ mình lại tiếp tục lên 3 lên 3 để mình kết thúc cạnh thứ 5 nha. Đó. Đây, mình kết thúc cạnh thứ 5 này. Mình sẽ đâm vào giữa qua trước nha, mình trước ha. Đó. Vậy là mình đã xong cạnh thứ 5. Nhưng mình sẽ bẻ này, nó phồng ra. Hoa này thì nó có cái đồ phồng á, nhưng nó rất là phồng. Các bạn có thể thấy cái này là mình chưa cắt ra. Đây, đó mình sẽ cắt xong. Đó, nó phồng quá. Này, bẻ cái mặt trước hay mặt sau thì nó đều phồng như nhau thôi. Rất là xinh đúng không? Này, đây là mặt trước đấy. Mặt trước. Vậy là đã xong một cái hoa ban rồi. Đó, rất là dễ.